know that most of Vietnamese can speak English. Last day I prepared to speak English, but unfortunately, but my PPTs are prepared. Vậy cái PowerPoint của tôi là tiếng Anh. Because time is very short, okay? Because I know that you are 3:31 finish already, isn't it? Thành công của bản thân mình mới là vô hạn à.
一个行政官司 và kính thưa bên trên nữa đó là là một người founder Diamond. 再上总只是一个创蓝宝石 và kính thưa bên trên nữa đó là một người Sapphire. 再上去才到 upline SCA 餐厅 và người upline phía trên nữa mới là thẻ SC Trần Quang Điền. 我只看到你的身体，看不到你的灵魂。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 我只看到你的身体，看不到你的灵魂
gọi là đã thắt tôi những cái liên súng đến với tôi. Nhân chứng này nó chỉ qua sự khảo. Bạn trẻ là phải đi qua sự suy nghĩ của mình. Chỉ là những cái sự nghiệp phải đi cho nó thẳng thẳng dữ dữ. Vì thế thì kinh doanh của bạn mới có thể làm lâu dài được. Thật thật mộ quá, chẳng đâu quá. Đó, thật đáng thiên nha. Và nói rất nhiều mà tôi cảm thấy rất là khó nghe. Và trong xe chi là sao? Thì tôi bước xuống dưới. Thầy mình văn bộ. Mà còn chưa tha cho tôi nữa. Lần sau cái hội nghị là các bạn là tức là tôi thấy bạn đó, thì tôi nghĩ là bạn sẽ phát chi chi cầu khai sáng và liên tục vào chỉ trích tôi hướng về tôi. Tôi tổng xe chi được rồi. Khi tôi muốn xuống, tôi cao xuống một chút gì. Tôi nói với bản thân mình rằng. Sợ ai sợ gì? Ai sợ ai? Tôi sợ ai thì tôi. Tôi trở về cái chỗ ngồi của tôi. Và cái áp này, cái tính chân tôi. Chân rất nghiền rồi, hình đâu anh nhỉ? Và cái khuôn mặt sắc mặt là tái lắm, tức là sầm mặt lại. Tại là thường mắm cơ tay cái lưu bà xuyên cơ. Những tạo lớn của anh cơ. Đi xa chân trước cái áp này, sát đẹp đẹp. Nói là một rất là khó để mà dẫn cái người tiếng dưới đi học 6%. Mà chỉ có một chất thôi là cho tiếng dưới là sát thủ. Tức là mất tiền. Tôi muốn nói với các bạn rằng trên thế giới này đâu thể khâm phục bạn. Toàn thế giới có thể xem thường bạn. Nhưng mà bạn không thể khâm phục chính mình. Nhưng mà mình không được xem thường bản thân. Một ngàn năm qua đi, một ngàn năm, vài năm qua đi. Sau vài năm, tôi sang làm quan sự. Tôi trở thành đại mình. Một áp ai thay thay một cái chiến thắng. Và người tiến trên của tôi vỗ hoàn tôi. Thay thành một khăn lớn chiến tư tiêu khăn. Ồ. Và ông ấy nói rằng tôi nhìn người không bao giờ bị lầm. Thật ra rất là nhiều người bị ổng chiến trên. Một cái sản phẩm lĩnh tạo lớn sự nghiên cơ là cái người tiến trên hội nghị 7 giờ bắt đầu. 7 giờ, lý do mà những người lại tham bàn quan đây là 7 giờ lẽ 1 phút mà nếu mà chưa đến là đóng cửa. Chúng tôi xứ lại rồi, chúng tôi khai thác 300 công lý. Vì tụi tôi đến giờ nãy vậy thì đã cách xa là 300 km. Thôi bàn vẫn quay rồi không? Và cái cửa đóng rồi. Sao nè? Sao? Mình sống thật là vui này. Phải tay mình cảm thấy rất là vô vọng đúng không ạ? Và mình chạy khẩu tần thạc hay mấy không? Và còn tôi đứng ở ngoài cửa để đợi cửa mở. Hậu sang chẳng ta chỉ cha nha. Cũng giống như là mình đi cướp gì đó. Nhưng mình phải trừng mò canh cái cửa. Chỉ sợ áp ai sức kiểu mà khảo kiện. Thật ra cái người tuyên trơn có thể lại cho chúng ta cái thử thách. Thái chẳng nhớ chỗ đó. Chỉ nhớ anh. Chỉ nhớ là hộ quan là mình thái nhớ chỗ đó. Chứ đánh chỗ. Và ông ấy nói rằng nếu 7 giờ là tôi đóng cửa rồi à. Ai muốn đi về thì cứ về đi. Đừng làm gì của nó sự kiện chi trái để làm. Đừng có làm lãng phí thời gian của tôi bồi dưỡng những người.
đi. Cái câu thôi này các bạn. Tham kể cho nó vào PPT. Ok ạ. Với tôi thì nắm được PPT. À tôi có. Mấy quan sĩ ở đây hãy PPT mở ra đây chẳng. Ok ạ. Tớ sẽ xin lưu lý cho nó PPT. Cái hôm qua là bây giờ cái các bạn. Thế của theo giá đi. Của giá các bạn là giá lúc của mình sản xuất nó phải. Thế cơ, vì sổ xin nhau sẽ hủy lãnh sản xuất. Là cái điều trước tiên là chúng ta phải làm sao đốt cháy bản thân mình. Nhau chỉ huy của mình tự chỉ. Mình phải biết khổ là chính xác của mình. Sứ sứ thú, sứ sứ khai ra là của mình tự chỉ. Và mỗi thời khắc chúng ta đều nhớ một phần bản thân mình. Vì vậy, hãy đi sư nhiên sinh ra chính xin xa ra sản đi. Vì tương quan an quay là một cái kinh doanh theo cảm xúc. Vì vậy, tổ hợp nên đi lãnh. Và mình phải đối diện là con người. Lãnh đi như vậy chính trị. Và con người sẽ có một cái cảm. Mình không đi ảnh hưởng được người khác thì người khác sẽ ảnh hưởng mình. Cho nên mình nên bảo trì lại tự chủ, duy trì cái trạng thái. Bởi vì là mình phải trang bị cho mình một cái trạng thái tốt nhất. Cho nên mình vẫn luôn có trạng thái như xe cho nó quay, đi nhớ bảo trì cái trạng thái, cho nó duy hảo. Vì thế chúng ta muốn làm ông quay mạnh nhất á, cái trạng thái của chúng ta phải là một trạng thái tốt nhất. Chứ họ rất khó mà ra số, quay nó thành cơ nào. Một người chạy marathon. Hey, chúng ta phải biết đeo sền dưỡng. Và người của chúng ta là phải khởi động. Đi khai khởi cái số vũ trụ hình trạng thái. Vì thế là khi bắt đầu cái đường đua thì chúng ta mới có trạng thái đúng không? Sự cho anh đi thì thiên thiên nó bảo trì hảo cái trạng thái. Và vì thế là hôm nay mỗi ngày chúng ta đều phải giữ một cái trạng thái tốt. Thế nhưng thì anh đi sự nghiệp phải để cố gắng cao hơn. Vì thế thì kinh doanh hôm nay của các bạn mới có mỗi ngày để phát triển. Wow, 太好了，老师啊，我。
thành công chúa của bạn nào. Và khi bạn liên tục đó quay như thế này thì cái sự thành công của bạn sẽ không còn xa nữa. Chia sẻ là của thành công quan trọng nhất từ ba đạo bình thường này. Ok, của thế giới chúng ta ăn xe, à, chúng ta suy nghĩ bảo trì hảo được. Trạng thái, chính là bạn 时时刻刻, tôi nói rằng là phải thử thách bản thân. Bạn phải thử thách bản thân mà. Tôi nói với bạn. 就好像我今年的目标，其实我很享受NBA，但是我都给我自己定目标，今年我的 balance group 就是个人小组，我要推荐我跟我的新的伙伴，我要推荐400个人。 你是看我的车子，还是看别人的市场计划，还是整个marketing plan？
Và rất là nhiều người á là họ không có cần đi tìm hiểu anh quay nhiều đâu, họ chỉ nhìn mình thôi. 我想就算我买最好的车，如果你不了解这个市场计划，你也不会来做的。 Và tôi mới nói là giả sử tôi mua một chiếc xe xịn hơn sang hơn, nếu mà anh không đến tìm hiểu cơ hội kinh doanh này thì anh cũng sẽ không có làm được đâu. Và các bạn biết là cái thể hiện của một người mà rất là quan trọng. Malaysia có mấy cái biển mà các bạn biết ở Malaysia có bán bánh trung thu. À, có một ngày tôi tại coffee shop cà phê. Có một ngày thì tôi ở quán cà phê đó thì tôi có một người bạn thấy tôi mặc cái bộ chiếc quần kim đông gia mà phải siêu hiện tại. Hỏi tôi, bạn làm gì? Và có một người bạn gặp tôi và thấy tôi mặc rất là bình thường tại vì tôi đang đi tập thể dục các bạn. Và hỏi là anh đang làm gì? Tôi chưa thấy anh. Tôi mai yên bình. Lúc đó tôi nói là tôi bán bánh trung thu. Và người này rất tốt. Ồ, thật là tốt. Tôi cứ nhìn mày, làm gì áo? Rất tốt. Tôi giúp bạn mua hai phần. Thế, tôi đi xe ra mua một bình. Và tôi đi quay về xe để lấy hai hộp bánh. Wow, thấy thân nó bỏ chạy, mơ sân đi. Và anh ấy thấy tôi chạy, lấy chiếc xe mà sân đi. Thế này, chứ anh nhớ xô của làng cháu chứ được rồi. Oh, yeah.
tiên sinh. À, cái bạn mà đã kết hôn rồi á, bạn có hỏi là người ông xã của mình á. Tôi cùng mẹ anh đi chơi hơn. Bạn có từng hỏi là tôi với mẹ anh mà đó xuống nước. Bạn muốn chung với? Anh sẽ tìm hướng ai chứ? Có gì không? Có hỏi không? À, ai sẽ hứng phải lên? Có gì không? Ở Malaysia thì người ta rất thích hỏi cái câu này. Chúng ta